1 giờ 20 phút sáng nay đã đưa thi thể bé Hạo Nam lên mặt đất. Sau 21 ngày dốc toàn lực, lúc 1 giờ 20 phút ngày 20 tháng 1, lực lượng cứu hộ đưa được thi thể cháu bé lên mặt đất. Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết, sau 21 ngày cứu hộ, ngày hôm nay công tác cứu hộ bé Hạo Nam đã hoàn thành. Đây là nỗ lực nghĩa cử quyết tâm. Trong 21 ngày, các lực lượng đã phối hợp chặt chẽ, công tác cứu hộ hoàn thành. Mặc dù có thay đổi, điều chỉnh nhưng là phương án tốt nhất, thi thể của bé cũng đã được đưa lên để pháp y khâm liệm, lo tang sự cùng gia đình. Có thể nói công tác cứu hộ đã hoàn thành, kết thúc. Sau khi đưa thi thể cháu bé lên khỏi mặt đất, các cơ quan chuyên môn đã thực hiện công tác pháp y với sự chứng kiến của người thân. Cơ quan chuyên môn đã kết luận cháu bé tử vong là Thái Lý Hạo Nam, ngụ ấp 2 xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Thi thể của cháu được chuyển về với gia đình. Sự việc cháu Hạo Nam rơi xuống lòng ống cọc bê tông là sự việc đáng tiếc, hy hữu. Lực lượng cứu nạn cứu hộ tập trung toàn lực để hoàn thành việc cứu nạn cho bé. Đây là khoảng thời gian vất vả, khó khăn với tất cả các lực lượng tham gia cứu nạn cứu hộ. Bằng tất cả trách nhiệm, địa phương và các đơn vị liên quan đã và đang cùng gia đình lo chu toàn hậu sự cho cháu. Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp cho biết, các bộ ban ngành, lữ đoàn công binh 25, quân khu 9, lực lượng cứu nạn cứu hộ công an tỉnh, các đoàn thể, các tổ chức cá nhân đã hỗ trợ kịp thời máy móc, trang thiết bị, nhân lực cũng như những góp ý hiến kế trong suốt quá trình cứu hộ cứu nạn. Vì sao rơi xuống trụ bê tông hơn 20 ngày, thi thể bé Hạo Nam đưa lên vẫn nguyên vẹn? Liên quan vụ cháu bé Thái Lý Hạo Nam 10 tuổi quê Đồng Tháp rơi trụ bê tông sâu 35 mét kể từ trưa ngày 31 tháng 12 năm 2022, rạng sáng 20 tháng 1 tức 29 Tết, lực lượng cứu hộ đã đưa được thi thể bé trai lên mặt đất. Rạng sáng ngày 20 tháng 1, hai cảnh sát cứu nạn công an Đồng Tháp đeo dưỡng khí xuống độ sâu hơn 25 mét trong lồng ống sắt bao quanh trụ bê tông, nơi bé trai Hạo Nam 10 tuổi bị kẹt, dùng thiết bị chuyên dụng đưa thi thể nạn nhân lên. Khoảng 1 giờ 20 sáng 20 tháng 1, tức 29 Tết, lực lượng cứu hộ công trình cầu Rọc Sen, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp đưa được thi thể bé Thái Lý Hạo Nam ra khỏi ống cọc bê tông sâu 35 mét có sự chứng kiến của gia đình. Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp thông tin, sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm pháp y, thi thể bé trai đã được bàn giao cho gia đình lo an táng. Đội cứu hộ đã đưa thi thể bé lên mặt đất một cách nguyên vẹn. Ông Bửu giải thích vì sao hơn 20 ngày, kể từ ngày rơi xuống trụ bê tông, thi thể cháu vẫn còn nguyên vẹn. Mặc dù lâu ngày trong điều kiện đất bao xung quanh trong ống kín, áp lực nước và trong môi trường kín khí, do đó quá trình phân hủy diễn ra chậm hơn so với bình thường, em bé được đưa lên nguyên vẹn, khâm liệm và đưa về an táng theo nguyện vọng của gia đình. Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp nói.